Trước mặt mình hôm nay là bạn Trân Châu Lửa ha mọi người, 4XX. Để tìm cái cảnh của bạn Thái Bình. Đây, 400 mấy nha mọi người, 400 mấy chục ngàn nữa nha. 4XX Trân Châu Lửa quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đấy, bữa nay mình thấy các bạn này có cái vải y màu đỏ, cái vảy trên thân hình con cá mọi người. Hôm ngày là mình thấy mấy con cá màu vàng không à. Đó, ít barito gì đó ha, con này là Trân Châu Lửa nè. Các bạn Thái Bình nuôi riêng một cái hồ như thế này nè. Hồi nãy nó cũng khá là dạng nhưng mà mình bật đèn LED lên cái nó nhát. Nhát xong quyết định mình tắt đèn LED mình quay không cho mọi người xem ha. Đó, đến với tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình thì mình thấy rất là đa dạng, ở đây có nhiều dòng cá. Đó, nếu mà mọi người có thắc mắc nhu cầu liên hệ thì có thể ít Zalo này này hoặc liên hệ trực tiếp số shop cá cảnh của bạn Thái Bình nè mọi người. Ở Hòa Khánh cái bè Tiền Giang ha, đối diện giữa trái cây Ba Đương á. Thì chỗ đầu lộ cái thia mình vào khoảng 300 mét đó, cạnh trường tiểu học B Hòa Khánh đó. Có một cái tiệm cá rất là hoành tráng, rất là lớn đó nè. Trân Châu Lửa, bạn này kích cỡ của bạn này tầm chắc hơn cỡ nửa ký vậy ta, mình thấy khá là bự á. Mà nó lên màu rất là đẹp luôn cả nhà. Tấm gà là mình không có thời gian mình quay nhiều, có mình quay xen kẽ á. Tại vì kênh của mình chủ yếu là phát triển bên cái mảng cá ly thia nên mình tập trung vào đây ha. Đó, thật ra là mình cũng muốn quay chủ đề khác và hiện giờ mình có một cái kênh thứ hai là kênh nếu mà mọi người đam mê bên về miền Tây á, thì mình có kênh YouTube thứ hai là kênh Hai Lúa Ngao Du ha. Đó, nếu mọi người có nhu cầu mà xem cái giải trí thêm về miền Tây cuộc sống quê Ngao Du á thì mọi người có thể đăng ký bên đó. Còn bên mảng yêu miền Tây này mình tập trung sẽ xuyên suốt về bên cá ly thia nhiều hơn ha. Mình quay mấy con cá ly thia thật là đẹp. Cá cảnh mình giới thiệu đến cả nhà ha. Thế giới cá cảnh của bạn Thái Bình thì nó đa dạng, rất là nhiều sự lựa chọn ha. Đây là hai mắt con cá màu đen, hai cái tay bơi kìa. Cá trên cái mình nó màu đỏ mọi người, nó mấy cái bay màu đỏ đỏ và chấm kim tuyến rất là đẹp luôn kìa. Quá là đẹp luôn. Wow, đẹp quá. Chú cá cảnh, cá lóc cảnh 4XX 400 vài chục ngàn nữa thôi. Mình sẽ tậu ngay bằng cá này mà về nuôi cảnh ha. Rất là tuyệt vời luôn nè cả nhà. Bị hơi bị chói ánh đèn ha. Mình quay cái góc ngang bên đây cho đỡ chói hơn cho mọi người xem ha. Cá lóc cảnh màu đỏ. Sau khi mình xem xong cái bảng cá Trân Châu Lửa thì mình tiếp tục sẽ cho mọi người xem thêm mấy con cá Bình Tích. Đó, đây bên đây là có cá La Hán nữa nè mọi người. Đó, cái phần giá cả thì mình cập nhật ở trên. Dưới có La Hán nè, mấy con cá Bình Tích đây cũng có bạn La Hán nữa nè. Đây có mấy con khác nữa. Này, buổi tối điểm của bạn thì tranh thủ set up làm thêm mới thêm một cái số cái hồ ha. Đây có mấy bạn sâu gạo. Wow, cái hồ này đông nghẹt cá luôn nè. Đông nghẹt luôn nè mọi người ơi. Quá đẹp luôn. Thế giới cá cảnh của bạn Thái Bình rất là nhiều màu sắc. Thích nhất là mấy bạn cá chép này nè cả nhà. Cao sờ pháo với là chép sư tử. Những cái dòng rất là đậm cấp. Ở đây có full gon hả? Full gon nè, 10.000 con hả? Coi gít là 15.000 con nè cả nhà. Bảy màu coi gít. Bên đây là coi đen, ở trên cái phần đuôi nó màu đen nhưng mà cái đầu lại màu đỏ. Cá chép coi ha, HBY gì trời, cá mới kìa. Đẹp vậy. Lutagen 10k một con. HBY 25.000 một cặp. Cá mới nha, thích rồi. Dumbo 10.000. Quá là xịn sò luôn. Cá chép. Đó, mấy con cá này cánh bờ nguyên một cái hồ luôn đây cả nhà. Bên đây là có mấy chú chuột hamster, mấy cá nhỏ nhỏ là cá thủy sinh nè mọi người, cá muối tiêu nè. Đó, nguyên một cái hồ này là cá Trân Châu 2.000 con thôi. Thế giới cá cảnh của bạn Thái Bình rất là đa dạng, có cá thủy sinh. Bên đây có nhiều cái hồ cá khác đó nè, cá benda lau kính vàng,
Ồ, lao kính dạng này là nguyên một cái hồ luôn, nguyên cái tầng đáy này là mấy con cá lao kính nó nằm chui dưới đây nè mọi người. Nó nằm dưới cái hồ dưới không ha. Sọc ngựa, chân trâu, sọc ngựa. Tôm 3.000, 3k hả? Đây có cá ông tiên. Rất là đẹp mắt luôn. Còn này là cá ganh chu với Uganda. Ganh chu với Uganda này mà bán giá là 40k. Đây là một cái hồ cá mới nữa nè mọi người. Cái con này có nhiều cá bút chì nữa hay kìa. Đây, tiếp tục là một cái hồ rất là đẹp. Đó, kiếm trôi 10.000 con nguyên cái hồ.